Phần lớn Bắc Bộ chiều nay độ ẩm vẫn thấp dưới 50%, không khí khá hanh khô. Những cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chiều nay, thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Việt Trì, Lạng Sơn và Cao Bằng độ ẩm chỉ khoảng 42-49%, trời hanh khô. Bên cạnh cảm giác háo nước thì quý vị cũng sẽ thấy da rẻ bị khô ráp và nứt nẻ. Vì vậy, ngoài việc thường xuyên uống nước, quý vị có thể lựa chọn ăn thêm các loại quả mọng nước như là dưa hấu, cam, bưởi, nho và dâu tây, hay các loại rau củ như là dưa chuột, cần tây, vừa cung cấp nước, vừa bổ sung vitamin, dưỡng chất cho cơ thể.